hôm nay ngày 24 tháng 11 năm 2024 Chuyến Nhật tuần thứ 34 mùa thường niên năm B lễ Chúa Kitô vua Trích sách tiên tri Daniel trong một thị kiến ban đêm tôi đã ngắm nhìn và đây tôi thấy như con người đến trong đám mây trên trời Ngài tiến đến vị bô lão và người ta dẫn ngài đến trước mặt vị vô lão vị này ban cho ngài quyền năng vinh dự và vương quốc tất cả các dân tộc chi họ và tiếng nói đều phụng sự ngài quyền năng của ngài là quyền năng vĩnh cửu không khi nào bị cất mất vương quốc của ngài không khi nào bị phá hủy đó là lời chúa ta ơn chúa Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa đã văn uy quyền, Ngài đã thắt long đai. Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai. Và Ngài giữ vững địa cầu, nó sẽ không cần lung lay. Ngài bao của Ngài thiết lập từ muôn thoa, Từ đời đời vẫn có Chúa, Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai. Lời chân bao của Ngài rất đáng tin, lấy Chúa, sự thanh thiện là của riêng nhà Ngài, Cho tới muôn muôn ngàn thơ chúa làm vua ngài đã mặc thiên oai trích sách khải huyền của thánh du tông đồ nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của chúa giêsu kitô là chứng tá trung thành là trưởng tử kẻ chết là thủ lãnh các vua trần thế là đấng đã yêu thương chúng ta người đã dùng máu người mà rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi và đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa, cha của người, nguyện chúc người được vinh quang và quyền lực muôn đời. Amen. Kìa, người đến trong đám mây, mọi con mắt đã nhìn thấy người, và cả những kẻ đã đâm người cũng nhìn thấy người các chủng tộc trên địa cầu sẽ tan khóc người thật như vậy Amen Chúa là thiên chúa đắng đang có đã có và sẽ đến là đắng toàn năng phán ta là alpha và omega là nguyên thủy và là cứu cánh Đơ là lời chúa ta ơn chúa Alleluia, Alleluia, lui ra, anh đăng nhân danh Chúa mà đen. Chốt tông nước Đa Vi Tô chúng ta đã đen. Alleluia Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. À. Lạy Chúa vinh danh Chúa. Khi ấy Phi La tô hỏi Chúa Giêsu rằng. Ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giêsu đáp: Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi? Pilato tô đáp: Ta đâu phải là người Do Thái, nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì? Chúa Giêsu đáp: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng mà nước tôi không thuộc chúng này. phi tô hỏi lại, Vì ông là vua ư? Chúa Giêsu xu đáp, quan nói đúng, tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Đô là lời chúa lạy chúa Kitô ngợi khen chúa là công dân nước trời đức Giêsu nói tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này làm chứng cho sự thật Gioan chương 18 câu 37 Suy niệm trước đây chúng ta tuân theo lệnh vua và quỳ một trước các hoàng đế thế nhưng ngày hôm nay chúng ta chỉ quỳ trước sự thật chạy theo vẻ đẹp và văng theo tình yêu theo ca gibran đức giê -xu tuyên bố với Phi-la-tô rằng ngài là vua của một nước tuy nhiên nước hai vương quốc ấy không thuộc trần gian này như những quốc gia thông thường nhưng là một nước đặc biệt độc nhất vô nhị đặc biệt vì đó là nước của sự thật trong nước sự thật của ngài người ta sẽ không còn dùng những thủ đoạn chính trị giả dối nhưng dựa trên nền tảng là sự thật các công dân của nước này can đảm sống cho sự thật chết cho sự thật đó cũng là nước của tình yêu về địa vị cao trọng của mỗi công dân dựa trên yêu thương. Yêu thương là luật lệ chi phối mọi sinh hoạt. Càng yêu nhiều, càng cao trọng. Mời bạn, chọn Đức Kitô làm vua là từ bỏ lối sống của thế gian. Đó là tôn sùng, tiền bạc, bạo lực, hận thù, tham lam. Nhưng chọn sống theo những giá trị tin mừng của vương quốc sự thật và tình yêu đó là khó nghèo hiền lành khiêm nhu bao dung tha thứ hôm nay vua giêsu cũng nhìn bạn và hỏi Còn con có muốn ta làm vua của con không bạn sẽ thưa vâng với chúa chứ sống lời chúa là công dân của vương quốc sự thật và tình yêu tôi sẽ nỗ lực đem những giá trị của tin mừng thấm nhập vào môi trường mình đang sống cầu nguyện lại vui Giêsu, chúng con hạnh phúc được làm công dân nước Chúa. Xin cho chúng con cố gắng làm chứng cho sự thật này. Thiên Chúa là Cha yêu thương nhân loại. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Không quá muộn để nên thánh. Người Nhật Bản có kể một câu chuyện như sau. Danh cây là một thanh niên con của một hiệp sĩ samurai anh được tuyển vào phục dịch cho một viên chức cao cấp trong triều đình không mấy chốc nhanh cây đem lòng say mê người vợ của chúng mình anh lập mưu giết người chủ và đem người đàn bà trốn sang một vùng đất lạ anh tưởng có thể ăn đời ở kiếp với người đàn bà nhưng không mấy chốc, người đàn bà đã để lộ nguyên hình của một con người ích kỷ, đê tiện. Danh cây đành bỏ người đàn bà và ra đi đến một vùng đất khác. Ở đó, anh sống qua ngày bằng nghề hành khất. Trong cảnh bằng cùng khốn khổ, danh cây đã bắt đầu hồi tâm để nhớ lại những hành động tội lỗi của mình. Anh quyết định làm một việc thiện để đền bù cho quá khứ nhơ nhớp của mình anh đi về một vùng núi hiểm trở, nơi mà có nhiều người đã bỏ mình vì khí hậu khắc nghiệt cũng như vì công việc nặng nhọc. Danh cây đem hết sức lực của mình để khai phá một con đường xuyên qua vùng núi ấy. Ban ngày đi khắc thực, ban đêm đào đường xuyên qua núi. Danh cây cầm cụi làm công việc ấy rộng rã trong 30 năm trời, hai năm trước khi danh Ca hoàn thành công trình của mình, thì người con của viên chức triều đình mà anh đã sát hại trước kia bỗng tìm ra tung tích của anh. Người thanh niên thề sẽ giết danh Ca để trả thù cho cha mình. Biết trước, mình không thoát khỏi án phạt vì tội ác mình đã gây ra mấy chục năm trước. Danh Ca phủ phục dưới chân người thanh niên và van xin. Tôi xin sẵn sàng chịu chết nhưng cậu hãy cho phép tôi được hoàn thành công việc tôi đang làm dở khi mọi sự đổ hoàn tất cậu hãy giết tôi người thanh niên ở lại để chờ cho đến ngày trả được mối thù cho cha nhưng trong khi chờ đợi không biết làm gì người thanh niên đành phải bắt tay vào việc đào đường với gian cây mà vẫn nuôi chí báo thù cha nhưng chỉ một năm sau cùng làm việc với kẻ đã giết cha mình người thanh niên cảm thấy mọi ý muốn báo thù đều tan biến trong anh. Thay vào đó, anh đã thấy dậy lên trong lòng sự cảm phục và thương mến đối với sự nhẫn nhục, chịu đựng của Gian Kê. Con đường đó được hoàn thành trước dự định. Giờ đây, dân chúng có thể qua lại vùng núi hiểm trở một cách dễ dàng. Giữ đúng lời hứa, Gian Kê đến phủ phục trước mặt người thanh niên để chấp nhận sự trừng phạt. Nhưng người thanh niên vừa đỡ kê dạy vừa nói trong tiếng khóc làm sao tôi có thể chém đầu được thầy của tôi câu chuyện trên đây hẳn hàm chứa được nhiều bài học ngạn ngữ Latin thường nói sai lầm vấp ngã là chuyện thường tình của con người nhưng quân cố trong khoai lầm là bản chất của ma quỷ nét đẹp quý phái nhất nơi lòng người đó là còn biết hồi tâm còn biết nhận ra lỗi lầm và từ đó quyết tâm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn trong câu chuyện trên đây hẳn phải là hình ảnh của sự phục thiện mà thiên chúa vẫn luôn khơi dậy trong lòng người nhưng bài học đáng chú ý hơn trong câu chuyện trên đây có lẽ là tình liên đới xóa tan được hận thù trong lòng người người thanh niên đã khám phá ra giá trị ấy khi bắt tay làm việc với danh cây có người mà trước đó anh đã quyết tâm tiêu diệt cho bằng được quả thật tình nhân đớn sự đồng lao cộng khổ sự hiện diện bên nhau có sức tiêu diệt được hẳn thù trong lòng người bài trích sách lẽ sống